Rồi, chào tất cả mọi người nha. Thì buổi chiều nay thì có mặt tại ông Phong đã hiện giờ thì mình đang trực tiếp đua bò lại cho tất cả các cô chú anh chị mình xem nha. Đây là vòng này là vòng tứ kết nha. Đội bơi ở số 1 còn cầu sư tử ơi đừng ơi đấu hàng bây giờ thì hai đội đã đi hơn nữa thôi là chúng ta thấy là rất là sơn kè vẫn chưa biết gì gì sẽ xảy ra lợi nhuận đến là đường ơi số 1 cầu sư tử ở đường ơi số 2 rồi đội nhóm kính đang nhìn hơn một tí nha. Đó thì giờ thì đội nhóm kính đang bước lên tí xíu nha. Rồi rồi anh như là sao kè ha, để coi trọng tài đội điểm đích để xác định như thế nào nha. Rồi đội kế tiếp thì giờ hiện tại đang bơi tới nha các bạn ơi. Đó rồi mới vừa rồi thì mình đợi trọng tài xác định như thế nào nha. Thì nói chung thì nãy cũng đi ngang hàng với nhau để coi ai chạm đến trước nha. Rồi vậy là cầu sư tử đã chiến thắng lại so với lại nhóm kính nha. Rồi kế tiếp là Tam Sóc nha. Tam Sóc đã chiến thắng với Đại Phiên nha. Rồi vậy là trọng tài điểm đích đã xác định là cầu sư tử đã chiến thắng trước lợi nhóm kính nha. Thì hiện giờ thì còn hai cặp đang bơi tới nha, đó là hai cặp cuối cùng nha. Đây hai đội đang so kè nha các bạn ơi. Đó. Hầu như là bên khán đài A đang nhịn hơn một tí nha, còn khán đài B đang quyết liệt bơi. Đó. Bây giờ thì khán đài A đang tiến tới về khán đài nha. Rồi chỉ là thì chiến thắng thuộc về đầu sáu nha. Đây còn cặp cuối cùng là Băng Chóp và Băng Tân Sa nha. Băng Tân Sa bay vào số 2 nghe số 15 Rồi, cùng xem cái này.
lên, nhưng những con số A hiện nay ở vị trí số 1 đó là U cấp A số 16 trong trang phục màu xanh đậm, còn màu xanh dương thì đó là con cơ xa ở vị trí này. Điều gì sẽ xảy ra chúng ta cùng chờ xem. Còn khoảng 40 mét nữa, xe số 16 hiện nay vẫn đang dẫn trước, nhưng con cơ xa đang tăng tốc. Rồi đang số kẻ nha. Rồi rồi bưng chốt thắng rồi. Rồi bưng chốt A đang rất hào hứng. Câu thứ 7, ta bắt nha.